Nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Ngọc Huyền đến dự đầy tháng con Dương Cẩm Linh. Nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi nghệ sĩ cải lương nổi tiếng một thời Ngọc Huyền có mặt trong bữa tiệc đầy tháng của con trai Dương Cẩm Linh. Trong lễ đầy tháng con trai Dương Cẩm Linh, bé William, nhiều người thân và bạn bè đã đến chúc mừng. Đặc biệt, Á hậu Diễm Trang và nghệ sĩ cải lương nổi tiếng một thời Ngọc Huyền cũng đến chung vui cùng mẹ con Dương Cẩm Linh. Trong ngày này, bé William được tặng rất nhiều quà. Á hậu Diễm Trang, người mẫu Thanh Thức và nhiều bạn bè đã đến chung vui cùng mẹ con nữ diễn viên. William là trái ngọt tình yêu của Dương Cẩm Linh với nhà sản xuất phim Mặt Nạ Máu. Con trai Dương Cẩm Linh chào đời vào ngày 15 tháng 10 tại Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc. Sau sinh, Dương Cẩm Linh hồi phục sức khỏe nhanh chóng và dần lấy lại được vóc dáng. Tuy nhiên, sau khi sinh con đến nay, Dương Cẩm Linh chỉ úp mở hình ảnh con mà không khoe cận mặt. Tuy nhiên, qua những hình ảnh này, nhiều người có thể thấy con trai nữ diễn viên rất bụ bẩm và có nhiều nét giống bố. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!